Rồi, xin mời bạn trai. À, xin chào quý khán giả có mặt trong trường quay, cũng như chào hai MC, chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Và tôi xin tự giới thiệu, tên là Cao Đức Thành. Hiện tại sinh ra và lớn lên thì ở Dầu Tiếng, Bình Dương. Và công việc hiện tại đó là làm điều dưỡng tại khoa cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Em bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay 34 tuổi. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Em rất là gần gũi, chân thành, và em cũng rất là, trong tình yêu thì em cũng rất là chung thủy, và em sống rất là hoạt bát, và em cũng hay giúp đỡ người khác rất là nhiều. Bên cạnh đó thì điểm yếu của em thì cũng có, đó là em rất là thẳng tính, và bên cạnh đó thì em cũng hay rất là thích ham ngủ, và cũng có nhiều khi em nghĩ là khi mà em yêu thì em sẽ rất là ghen. Ghen cỡ nào? Ví dụ như bạn đó mà có Facebook hay là Instagram mà cứ like nữ mà nữ đẹp gái hơn em là em không có chịu. Dạ. Có like dạo không em? Cũng có mà ít thôi chị ơi. Đó, hạn chế lại nha. Hạn chế lại nha, chứ like dạo mấy cô gái là bên này không chịu đâu nha. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em thì vui vẻ, hòa đồng, chịu khó, cũng nhiệt tình cho công việc. Em có một cái gọi là tật xấu gì không? Tật xấu em cũng mỗi lần ra ca thì em ngủ cũng nhiều. Chính vì thế mà cứ theo say cuồng của công việc, thì với lại đi chơi với bạn bè biết là nay mới ế. Ế bao lâu rồi? Em nay cũng ế cũng phải 5 năm. Em 5 cũng năm. Có dạ. Cũng một mối tình chính thức, còn mấy cũng hai mối tình lai rai. Chính thức, một quen chính bao thức năm? Thì em quen được 2 năm. Vấn đề là cũng không hợp tuổi tác anh. Sau không đó thì hợp tuổi. Dạ không em hợp tuổi. Em tuổi con gì? Dạ em tuổi con chuột. Bên kia tuổi gì? Dạ con rắn ạ. À. Quá hợp ạ. À. Em đang tìm á. Chúc mừng. Bên đây một mối tình thôi đó. 2 năm chia tay. Bên kia? Dạ em còn trong trắng hơn nữa ạ. À. Em mối tình của em là giống như một tờ giấy trắng, hy vọng anh chàng bên kia sẽ là những người viết lá thư đầu tiên cho em ạ. À. Được, anh sẽ viết lên những gì đẹp nhất cho cuộc đời của hai đứa mình. Thật ra thì em cũng là một người rất là lãng mạn, hy vọng thì anh sẽ là lãng mạn xém xém một chút. Khi mà quen em thì em sẽ hướng dẫn thêm. Rồi, anh sẽ lãng mạn và ngôn tình. Dạ. Rồi, hôm nay thì bạn gái muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Không có cầu kỳ về hình thức bên ngoài. Đối với em thì thần thái không quan trọng, quan trọng là thái độ. Tức là phải cần chân thành, chân thật và chung thủy, không có lừa dối. Bạn trai thấy mình đạt được bao nhiêu phần trăm những cái yêu cầu đó? Em chắc nắm chừng khoảng 70% rồi chị. 70 dạ. Là nhiều rồi. Mình có cái mẫu người lý tưởng gì không em về ngoại hình? Dạ, nếu mà ngoại hình thì em nghĩ là anh MC Quyền Linh là chuẩn, rất là chuẩn luôn. Vừa đẹp trai nè, rồi vừa là mẫu người của gia đình nữa. Em rất là thần tượng. Cảm ơn em. Dạ. Anh bên đây đẹp trai hơn anh. Dạ. Chết đẹp, đẹp trai vậy, ghen dữ quá anh. Không thật, đẹp trai hơn người lên. Mặt cũng sói ca hơn á nha. Em trai, em muốn tìm mẫu hình lý tưởng như thế nào? Dạ, em muốn cũng chiều cao bằng một bạn nữ khoảng trên 1.5m là được. Tóc dài và mang vẻ đẹp truyền thống là được. Để anh qua anh xem mẫu bạn gái của em thế nào. 100% luôn. May quá, chào anh Linh. Bạn gái, dạ. Cảm ơn em đã hâm mộ anh. Dạ. Cảm ơn em đã lấy anh làm hình mẫu. Anh, có thể cho em bắt tay anh được không? Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Em không thích điều gì người đàn ông? Không thích người đàn ông đó hút thuốc, nhưng mà em nghĩ anh này điều dưỡng thì chắc là sẽ không vướng cái điều đầu tiên này. Theo em nghĩ là em không thích người gia trưởng và nóng tính. Bên cạnh đó thì bạn nam thì nên là quan tâm về bạn gái nhiều hơn. Chẳng hạn như nhiều lúc em ghen, em giận như vậy thì ngoài đó bạn đó sẽ biết lãng mạn một chút. Chẳng hạn như cầm một bó hoa tặng em thì nhiều khi em sẽ hết giận ngay lúc là đó. Một phụ nữ thích lãng mạn đúng không? Dạ. Em trai có lãng mạn không? Có lãng cái mạn. Được anh. Cũng ổn đó. Bây giờ để nhà gái qua coi. Nhưng mà thí dụ như được thì sau này ví dụ như là em về Bình Dương sống được không? Về đó làm việc được không? Cái đó thì em nghĩ là nếu mà tình yêu đủ lớn thì Bình Dương với Hồ Chí Minh cũng gần, không có xa. Quan trọng là mẹ em là rất là mong có con rể rồi, nên nhiều khi mẹ chịu là em cũng chịu luôn. Rồi là làm dâu vẫn được đúng không em? Dạ. Rồi, chào bạn. Dạ, chào chị Cát Tường. Mình không thích cái điều gì ở người bạn gái, người vợ tương lai của thì mình? Nói nhiều thôi, ghen thì cũng có chừng mực. Chừng nào tiến tới hôn nhân được? Tớ tùy theo bạn nữ thôi. Em cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần bạn gật đầu đồng ý là rước vàng và dinh thôi. Em cũng dễ chịu lắm, em lãng mạn, chỉ cần anh phải cầu hôn sao lãng mạn là được rồi. Suy nghĩ nha, chắc cầu hôn như thế nào cho lãng mạn. Rồi bây giờ là mình kiểm tra ý kiến người thân sau mình gặp mặt nha. Bạn gái đi với ai vậy? Dạ em đi với mẹ và chị gái và hai người bạn chung học ạ. Rồi, chào cô. Xin chào chú Quyền Linh và cô Cát Tường. Dạ. Và chào tất cả khán giả trong trường quay. Dạ. Tôi là mẹ của Duyên. Tôi thấy chú này cũng được. Tôi chỉ mang sao cho hai đứa nó tìm hiểu
và đi tới hôn nhân cho nó được trọn vẹn, đừng có gia trưởng quá. Dạ, con thì nếu như được tiến tới hôn nhân thì con hứa những điều kiện mà cô đưa ra thì con sẽ đáp ứng được. Chị có muốn nói gì với dạ, em để tương lai không? Dạ có. Em xin chào anh Quyền Linh, chị Khắc Trường. Dạ. Chị chào em. Dạ chào chị. Hai thấy thì anh này rất thông minh, rất kỹ tính, rất là tốt để em có thể lựa chọn được. Anh đây là một người giống anh hai nhà mình, rất là ok. Theo em thì không sao không biết, nhưng hai thì ủng hộ, chọn đi em. Rồi, xin cảm ơn. Vậy nhà trai. Dạ, hôm nay em đi với một người, hai người cháu với một người bạn đồng nghiệp, đó là bác sĩ Tính. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường cùng toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình. Em tên là Tính, là bác sĩ ở khoa cấp cứu bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Đầu tiên là em muốn nhận xét về bạn nữ, là bạn nữ này là một người phụ nữ rất là nét đẹp, rất là hiện đại. Trả lời cái câu hỏi rất là tinh tế, thông minh, chiều cao thì cũng phù hợp với anh Thành. Rồi, cảm ơn bác sĩ nhiều. Bây giờ mở rào. Bắt đầu. Rồi, chào em, đến đây là một cái duyên để chúng ta gặp nhau. Thì mong là có cái tương lai tốt đẹp. Thì anh gửi em một món quà. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Em tại vì là cái người ta gọi là cái nghề thì nó sẽ tạo cái nghiệp, thì em là bên vi tính thì cái bệnh lãng mạn của em nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái nghề vi tính, thì em sẽ tặng cho anh thẻ nhớ. Còn cái hộp này đại diện cho trái tim của em, hy vọng anh sẽ luôn nhớ về trái tim của em, và trong thẻ nhớ này sau này sẽ là hình của đôi ta. Cảm ơn em. Cho anh mượn đôi tay của em nè. Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, chẳng bao giờ lìa xa nhau, dù cho bao đổi thay, cho ngày sẽ trôi qua em đêm mang tiếng cười theo ta từng ngày. Có phải cho anh ôm cái được không ạ? À? Rồi, cảm ơn em. Thì để đáp lại một bài hát của anh thì em cũng sẽ xin tặng cho anh một bài hát, mặc dù thì em hát không hay nhưng được cái là tự tin và hay hát. Em sẽ hát bài một đoạn điệp khúc trong cái bài là Chỉ là anh thôi. Từ hồi con tim em đã tìm thấy yêu thương vẫn chính anh, và em muốn thấy mọi thứ bình yên thật khác trong vòng tay anh. Từ con tim tìm đến nhau vì nhau. Cảm ơn em. Rồi, ra ngồi ghế cho chị. Giống như gặp nhau từ kiếp nào luôn vậy trời. Em là một người phụ nữ của gia đình hả? Truyền thống. Suy nghĩ của em thì sẽ rất là truyền thống. Còn về cách giao tiếp hay là gì đó thì em rất là hiện đại. Tức là em sẽ kết hợp giữa hai cái đó. Mẹ anh thì cũng đang cần một cô con dâu, rất cần có em về để cùng xây tổ ấm với anh. Nên mong rằng là những cái ghen hoặc là những cái suy nghĩ gì đó thì anh từ nay sẽ bớt lại. Cái đó bóng bóng để như đó là sao? Ở đây anh có ba trái bóng nè. Anh sẽ, em thích màu gì em hai anh với em sẽ cùng bóp cho nó bể cái bóng này. Em thích chọn đi. Em chọn màu gì? Rồi, màu xanh em bóp đi. Anh với em cùng bóp cho nó bể đi. Rồi, màu nào tiếp theo ạ? Màu hồng. Rồi, màu hồng, ok. Bị bạo lực vậy trời. Còn màu cuối cùng. Rồi, em thử đọc miếng giấy này lên đi. Đồng ý làm bạn gái anh nhé. Cái này lát nữa nút bấm sẽ nói lên tất cả. Đúng rồi. Dạ. Ok. Thì bên cạnh đó thì anh cũng hỏi em rồi, giờ đến phiên em sẽ hỏi anh. Ví dụ như mà lúc mà em giận quá thì anh sẽ như thế nào? Giận quá hả? Cho em bóp bong bóng đó. nếu mà giận quá, nếu mà tới mức mà nó quá thì anh sẽ là người đi uống cà phê hoặc đâu đó. Hoặc là tối về học xin lỗi hoặc gì đó, chúng ta hoặc cũng trao đổi. Nhưng mà lúc đó em không thích đi uống cà phê thì sẽ như thế nào? Thì tâm sự. Em cũng không thích tâm sự. Lúc đó là em quá đáng đến quá mức rồi, gọi là không thể chấp nhận được. Lúc giận dữ quá hả? Tìm đủ mọi cách mà đã không ấy thì anh cũng không biết cách gì nữa. Anh có cần sự trợ giúp không ạ? Được rồi, không cần trợ giúp đâu. Cái nhào vô em đè ra em hung cho chị hết. Được không? Em cũng đang tính nói vậy chị. Nói thì nói đại đi chứ không đợi chị trợ giúp gì nữa. Em đè ra em hung hết. Và bây giờ em nói một câu cuối cùng, một cái gì chân thành thì, nhất. Em muốn cái điều gì để chúng ta quyết định bấm nút. Em hãy bấm nút chọn anh và chúng ta hãy cùng xây dựng gia đình. Và anh cũng đang mơ về những ngôi nhà và những đứa trẻ. Thì mong rằng chúng ta cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Rồi. Chúng ta đủ để cảm giác xem con tim mình có cùng chung nhịp đập hay không.
Hãy đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm và phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình các bạn nha. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Chúng ta nhau đây hai bạn. Xứng đôi ha. Trời, sinh ra một cặp này vừa vặn luôn á. Bây giờ mình xin bác đi. Con xin phép gia đình cho con hôn một cái thể hiện cho sự chân thành. Có được không ạ? À, được. Rồi, chị hai vỗ tay quyết liệt luôn. Bắt đầu. Trời ơi, chị hai kìa. Chị hai sướng quá trời luôn kìa.